Xin mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Thứ ba trong tuần thứ 14, mùa thường niên ngày 9 tháng 7 năm 2024. Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng. Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel, nhưng các người biệt phái nói rằng, ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và Chúa Giêsu đi dạo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, giao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tận nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ, vì họ tất cười bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Tạ ơn Chúa. Xin mời các bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe, để lời Chúa được lan tỏa khắp mọi nơi. Cảm ơn các bạn nhiều.